Vì sao ăn mặn làm tăng huyết áp? Nên ăn bao nhiêu muối một ngày thì tốt? Muối hay còn được gọi là natri chlorua là một hợp chất được cấu tạo thành từ khoảng 40% natri và 60% chlorua. Đây là hai loại khoáng chất có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe. Tuy nhiên, khi ăn quá nhiều muối, natri trong muối sẽ giữ nước lại trong lòng mạch, làm tăng thể tích máu lưu thông, tăng áp lực máu trong lòng mạch dẫn tới tăng huyết áp. Bình thường thận thực hiện tốt công việc điều chỉnh lượng natri và nước trong máu. Nếu ăn quá nhiều muối có thể làm rối loạn sự cân bằng này, khiến nồng độ natri trong máu tăng lên, nhiều chất lỏng không được lọc và đào thải ra khỏi cơ thể, gây thêm áp lực căng thẳng đến các mạch máu dẫn đến thận. Theo thời gian, sự căng thẳng này có thể dẫn tới bệnh thận và làm suy giảm chức năng thận. Ăn mặn còn làm giảm lượng máu đến tim, gây ra các triệu chứng như đau thắt ở ngực, nhất là khi bạn hoạt động mạnh. Khi đó, các tế bào trong tim cũng hoạt động kém hiệu quả hơn trước vì chúng không được nhận đủ lượng oxy và các chất dinh dưỡng. Nếu cơ thể tiếp tục nạp quá nhiều muối, theo thời gian, những hệ lụy do tăng huyết áp có thể trở nên nghiêm trọng hơn, đến mức các động mạch bị vỡ hoặc bị tắc hoàn toàn, các cơn đau tim tiềm ẩn trực chờ. Cách tốt nhất để ngăn chặn các cơn đau tim và giảm huyết áp hiệu quả là thực hiện chế độ ăn ít muối. Theo trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, cả thế giới đang ăn mặn và người Việt cũng vậy. Mỗi người Việt đang ăn khoảng 10 gram muối mỗi ngày gấp đôi khuyến nghị, và ăn mặn đang làm gia tăng nhiều loại bệnh tật, trong đó đáng kể nhất là tim mạch và tăng huyết áp. Ở nhiều quốc gia phát triển, có đến 75% lượng muối sử dụng hàng ngày từ thực phẩm chế biến, đồ ăn nhanh, đồ ăn từ nhà hàng. Còn tại Việt Nam, có đến 70% lượng muối sử dụng là từ đồ ăn nhà nấu, 30% còn lại là thức ăn nhanh và đồ ăn nhà hàng. Như vậy, nguyên nhân tiêu thụ lượng muối lớn gấp đôi khuyến nghị chủ yếu do người Việt có thói quen ăn mặn và nấu mặn. Chính vì vậy, chúng ta cần kiểm soát lượng muối hấp thu hàng ngày. Với người bình thường chỉ nên ăn khoảng 5 gram muối tương đương 2 thìa sữa chua muối. Với những đối tượng có tiền sử hoặc đang bị cao huyết áp, người có bệnh tim mạch thì chỉ nên nạp khoảng 3 gram muối mỗi ngày. Đặc biệt những người bị suy thận hoặc suy tim ở giai đoạn nặng thì buộc phải ăn nhạt tuyệt đối. Trong các bữa ăn hàng ngày, bạn cũng nên hạn chế sử dụng các loại thực phẩm chứa hàm lượng muối cao, ví dụ như mắm tôm, dưa cà muối, thịt hun khói, thịt đóng hộp, thịt sấy, cá mắm, rau quả đóng hộp hoặc các loại thức ăn đã được chế biến sẵn. Nếu bạn cảm thấy khó khăn khi thực hiện chế độ ăn ít muối, bạn có thể bắt đầu với việc giảm dần lượng muối và nên nếm thêm các gia vị khác khi nấu ăn, chẳng hạn như cho thêm các loại rau thơm hoặc gia vị chua cay để làm tăng thêm vị ngon và giảm độ mặn cho món ăn.